Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đất các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì trong buổi chiều mưa ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Thượng Hiền thuộc trung tâm phường 6 quận Bình Thạnh nha cả nhà. Tại đây thì em đang có mặt tại một khu nhà xây dựng đồng bộ gồm 20 căn nhà, một vị trí ngay trung tâm quận Bình Thạnh cũng như là vô cùng quen thuộc luôn rồi. Hôm trước thì Hằng Ni có quay một số nhà bên trong này nha. Và hôm nay thì em giới thiệu khách hàng mình một lô đất, vị trí rất là đẹp luôn, cũng như là phong thủy vô cùng tốt, đất nở hậu, thích hợp cho khách hàng mình chúng ta mua về xin giấy phép xây dựng mới, hoặc là chúng ta mua để giữ giá trị đất, cũng như là mình để lại dành cho con cháu sau này cũng rất là thuận tiện luôn nha. Và Hằng Ni xin giới thiệu sơ lược về lô đất nè. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m. Đất của mình thì nở hậu là 6m nha cả nhà. Thuộc hướng chính hướng đông, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch, cũng như các hướng là hướng chính nam, chính bắc và hướng đông nam nha. Thì khuôn đất với diện tích công nhận đủ là 74,8m², tọa lạc tại một con đường rộng 5m nè, ngay khu nhà xây dựng đồng bộ rất là VIP luôn. Khu này thì chúng ta xây dựng chuẩn là một trệt một lẫn 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên nha. Và cũng như là lô đất của mình đang được gia chủ rao bán với mức giá là 7.600.000.000 đồng. Giá còn bất lọc cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh. Và quý cô chú cũng như các anh chị mình quan tâm, hãy alo cho Hằng Ni với hai số điện thoại hiển thị bên trên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu lô đất với giá bán tốt nhất nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta nhìn ngắm nè. Với kết cấu chuẩn của khu này là một trệt một lẫn 3 lầu nha cả nhà. Có ban công sân thượng bên trên. Và nhà thì tọa lạc trên một con hẻm rộng 5m, cũng như là mình cách mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền chỉ 100m di chuyển thôi. Xe ô tô chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn nha. Và tại đây thì chúng ta kết nối với đường Nguyễn Văn Đậu, đường Hoàng Hoa Thám, đường Phan Đăng Lưu. Và mình di chuyển về chợ Bà Chiểu cũng như là cầu Bông, trung tâm quận 1 chỉ khoảng từ 7 đến 10 phút thôi. Ngay trung tâm đi đâu cũng tiện hết. Sát bên hướng ngã tư Phú Nhuận, mình di chuyển qua đoạn đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng, hoặc là về sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ khoảng từ 10 đến 15 phút thôi nha. Và nếu quý khách hàng mình có đón xem video của Hằng Ni thì thấy khu này vô cùng quen thuộc luôn rồi nha. Đây, căn này Hằng Ni có quay rồi nè. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16m. Gia chủ đang rao bán với mức giá là 9 tỷ, giá chốt là 8.900.000.000 đồng nha cả nhà. Nhà với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên á. Nhà thì gia chủ ở rồi, cũng như là xây dựng rất là chắc chắn luôn. Chúng ta có thể là mua về mình sơn sửa lại một tí, decor thiết kế lại tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình nha. Và di chuyển vào bên trong nè, thêm một căn nữa, căn phía bên tay trái của Hằng Ni. Đây, căn nằm ở cuối nhà, cuối đường nha cả nhà. Với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Mẫu thiết kế tân cổ điển pha thêm một chút hiện đại nè. Căn này thì mình cũng có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 16,5m nha. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với mức giá là 9.200.000.000 đồng. Giá còn bất lọc cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh nè. Căn này thì nhà mới nha cả nhà, nhà chưa ai ở hết. Thiết kế bên trong thì rất là đẹp luôn. Và đối diện căn này thì căn phía bên tay trái Hằng Ni đang nghe máy. Căn bên đây thì 9.700.000.000 đồng. Kế bên miếng đất thì bán rồi nha cả nhà. Hiện tại thì khu vực quận Bình Thạnh của mình còn rất là ít đất để bán luôn. Miếng này phải nói là có 102 luôn nè. Hằng Ni xin nhắc lại nha cả nhà. Có diện tích chiều ngang là gần 4m, chiều sâu vào là 16m. Đất của mình thì nở hậu là 6m. Với khuôn đất công nhận đủ là 74,8m², thuộc hướng chính là hướng đông. Và gia chủ đang rao bán với mức giá là 7.600.000.000 đồng. Giá còn bất lọc cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh. Cũng như là quý khách hàng mình có nhu cầu chúng ta xin giấy phép xây dựng mới, chúng ta xây dựng nhà để ở hoặc là văn phòng công ty, tòa nhà căn hộ dịch vụ, thì bên Hằng Ni cũng có hỗ trợ công ty xin giấy phép xây dựng, công ty xây dựng thiết kế đầy đủ luôn nha. Và chỉ với mức giá hơn 7 tỷ một xíu thôi, chúng ta đã sở hữu một miếng đất diện tích phải nói là vô cùng rộng luôn. Hằng Ni có một mẫu nhà thiết kế với khuôn đất là nở hậu 6m, vô cùng đẹp luôn á cả nhà. Em sẽ chèn link video phía bên dưới bình luận của video này, khách hàng mình chúng ta có thể là tham khảo thêm nha. Mình mua miếng đất này về, mình xây nhà một trệt một lửng 3 lầu, thiết kế đầy đủ nội thất công năng bên trong phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Tính ra thì mình chỉ cần bỏ khoảng hơn 7 tỷ đồng để mua lô đất, và từ 2 cho đến 3 tỷ để mình xây dựng nhà, tùy theo trang thiết bị nội thất của khách hàng mình đưa vào, thì đã sở hữu ngay một căn nhà phố tại trung tâm quận Bình Thạnh rồi. Lâu lâu mới có một miếng đất rao bán để chúng ta mua về,
mình xây dựng tùy theo sở thích của gia đình mình nha. Và quý khách hàng mình quan tâm hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ lô đất với giá bán tốt nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.